rồi vội cười vội đi về phía trước. Giờ 45 phút ngày 1 tháng 4 năm 2001, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thực sự vĩnh biệt chúng ta. Có lẽ anh đã thanh thản để ra đi vì anh vốn xem cuộc sống như một thuật toán và cái chết thường mang xác suất ngẫu nhiên. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nằm xuống đã để lại bên đời hiu quạnh của chúng ta một nỗi đau tình cờ, những xa xót khôn nguôi khi phải rơi lệ ru người. Có một dòng sông đã qua đời, dòng sông tình khúc ấy đã một thời cúi xuống hiện hữu. Nhưng rừng xưa đã khép, chỉ còn một chiếc lá thu phai. Con ngựa hồng đã mỏi vó, chết trên đồi quê hương. Không có ai, không còn người. Mỏi vó chết trên đồi quê hương. Một ngày âm thầm tới
trời. Và em ơi, này đôi môi xin thương người. Ôi nhân loại, mặt trời trong hành trang qua con đường vắng chân mây địa đàng. Đời người là những buổi lên đường, đời người cũng là lối trở về. Con đường ấy có thể đầy dẫy những chông gai hay êm mềm như thảm cỏ, nhưng không vì thế mà cho con người không suy nghiệm về những lối đi của định mệnh. Bởi đó chính là ý nghĩa sự hiện hữu của chúng ta trong cõi đời này, trong thế gian này, dẫu là một thế giới cô đơn đầy ba đồng. Hôm qua lạc nẻo đường trần, bừng cơn huyễn mộng thấy mình hư không. Hôm nay lòng nhẹ lâng lâng, trở về đất Phật hiểu thân vô thường. Xương tan lá rụng bên đường, mỉm cười à đấy con đường tôi buông. Đường xa, ôi sao đường xa,
đồng đưa trong gió cười cho ai sau kia tan biến. Cho thấy yên bình. Cuộc sống hàng ngày chúng ta đi qua trên những lãnh địa của đất nước Việt Nam, chúng ta đã gặp rất nhiều người, dù vô tình hay cố ý. Ta không biết rằng để gặp được người này người kia đó là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Cuộc sống cứ vô tình trôi mãi, nhưng ta nào có để ý tới đâu. Trong chủ đề Chiếc Lá Thu Vai, với những tài năng của nhạc sĩ họ Trịnh đã viết lên những cung bậc của cuộc đời mình bằng những giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Có lẽ vì do thẩm thấu triết lý của nhà Phật mà Trịnh Công Sơn có những ca khúc hay đến như vậy. Trong mùa báo hiếu, Ban Văn hóa Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Tu viện Khánh An tổ chức một đêm nhạc Chiếc Lá Thu Vai. Và những ca khúc vừa rồi cũng đã nói là một phần nào trong chủ đề mang tính vô thường, Chiếc Lá Thu Vai. Chúng con xin giới thiệu với toàn thể đại chúng sự có mặt hiện diện của Thượng tọa Phó Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Trưởng Ban Văn hóa Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh, Viện chủ Tu viện Khánh An, Thượng tọa Đạo hiệu Thích Chí Chơn. Chúng con cũng xin giới thiệu Thượng tọa Phó Ban Kim Chánh Thương Ký Ban Văn hóa, Thượng tọa Thích Chí Giác Thông. Chúng con cũng xin giới thiệu Thượng tọa Phó Ban Văn hóa, Thượng tọa Thích Tâm Hoan. Con cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi có sự góp mặt của Thượng tọa Thích Lệ Minh, Phó Ban Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cũng xin giới thiệu với đại chúng sự có mặt của Thượng tọa Thích An Nhiên, Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh, và Đại đức Thích Trung Hiếu, Chánh Văn phòng Ban Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Sư cô Thích Nữ Chương Tịnh, Ủy viên Ban Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Quý thầy, quý sư cô Tu viện Khánh An và anh chị em nghệ sĩ, cùng tất cả quý vị thiền sinh và quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt chúng con cũng thấy sự xuất hiện của đạo diễn, diễn viên điện ảnh Việt Trinh cũng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin giới thiệu với toàn thể quý vị. Tiếp theo chương trình thì chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Đạo hiệu Thích Chí Chơn, Trưởng Ban Văn hóa Thành hội, Trưởng Ban tổ chức đêm nhạc Chiếc Lá Thu Vai có đôi lời khai mạc với toàn thể đại chúng. Chúng con cung thỉnh thầy A Di Đà Phật. Kính thưa quý tôn đức Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các quý tăng ni, thưa các anh chị em văn nghệ sĩ, thưa hội chúng, trong lúc chúng ta đang có mặt ở tại Pháp đường Chánh niệm Tu viện Khánh An để chiêm nghiệm về Chiếc Lá Thu Vai thì ngoài kia mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ. Trong giọt mưa kia, trên tầng tháp cổ kia cũng có chiếc lá thu rơi, rêu từng gót nhỏ, đường về hun hút cho mắt em sâu. Con đường không có sâu, mà chính vì mắt em hun hút, chính vì mắt em dõi theo, cho nên nó mới sâu.
chiếc lá ngoài kia rơi, chiếc lá ở trong này chưa có rơi, mà chỉ mới phai thôi, chiếc lá thu phai. Có những chiếc lá rơi và có những chiếc lá đang phai dần dần theo năm tháng. Mái tóc cũng phai, tóc trắng như vôi, làn da cũng phai, và ánh mắt một lúc nào đó cũng phai, và sự sống này cũng dần dần phai như chiếc lá. Chiêm nghiệm về chiếc lá thu phai, để ta chung thay ta thấy được đóa hoa vô thường. Đức Phật đã nói, mà Trịnh Công Sơn đã thấy được trong giáo lý của Đức Phật. Chúng ta không chỉ đi tìm kiếm một cái hạnh phúc ở bên ngoài, ở nơi một con đường hung húc, cha mắt em sâu. Chẳng những thế, ta còn đi lên non cao, đi về biển rộng. Ta tìm kiếm cho đến một lúc nào đó, cát bụi không còn màu nhiệm nữa, mà hạt bụi mệt nhoài. Và vì thế, cho nên người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo thân tôi. Hình ảnh một chiếc lá thu phai là một bài pháp sinh động để ta chiêm nghiệm và thấy được rằng là con đường nào để ta đi và nơi nào để ta đến. Nếu ta không tìm ra con đường hạnh phúc, đó là con đường dài thăm thẳm. Và nếu ta tìm kiếm được hạnh phúc, đó là con đường ngắn nhất để đi đến đích của hạnh phúc. Con đường nào? Con đường quay về nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được điều đó, chỉ cần một khoảnh khắc, chỉ cần một sát na, ta đến đích được với cuộc đời. Còn không tìm ra con đường, càng đi càng xa, càng đi càng mệt. Nhìn chiếc lá thu phai để ta thấy được đóa hoa vô thường, để thấy được sự sống màu nhiệm ở quanh ta. Đêm nay là đêm khai mạc của khóa tu Có Mặt Cho Nhau. Ban tổ chức rất vui mừng được tiếp đón quý vị tôn đức Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức được tiếp đón các quý anh, quý chị, diễn viên, đạo diễn và các giới văn nghệ sĩ cùng với đông đảo Phật tử về đây. Sự có mặt của chúng ta chính là một món quà quý nhất để chúng ta bày tỏ về lòng tri ân cuộc đời này và tri ân chính ta. Trong bóng dáng ta, có tiên tổ, có cha mẹ, có ông bà, có chúng sinh vạn loài. Và mỗi khắc đi qua sẽ không bao giờ quay lại. Chúng ta sống như thế nào để cho có ý nghĩa đích thực, đó chính là chúng ta bày tỏ niềm biết ơn cao cả nhất với tất cả các đấng mà ta biết ơn. Trong giờ phút này, thay mặt ban tổ chức xin long trọng tuyên bố khai mạc chương trình đêm nhạc Chiếc Lá Thu Phai. Kính chúc chư vị tôn đức tăng ni, các quý vị Phật tử và tất cả hội chúng có mặt có một đêm sức khỏe, an vui và tràn đầy pháp lạc ở trong giáo pháp của Đức Phật. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị đang nghe âm thanh của một buổi tối, âm thanh từ chúng ta qua những tình khúc Trịnh Công Sơn, Chiếc Lá Thu Phai. Rồi từ đó có một đêm, khi ánh sáng trăng sao đều tắt cả, và khi ánh lửa thêm trăm đền tôn giáo cũng lu mờ, thì nơi cửa sổ phòng anh sẽ còn một ánh đèn huyền nhiệm, mà đêm đêm anh thắp để làm thơ, mà đêm đêm anh thắp để soạn nhạc. Và khi vũ trụ trong em đều tận diệt, và linh đài em nhật nguyệt hoang liên, thì nơi cửa sổ của phòng anh sẽ còn một ánh lửa cuối cùng để soi sáng cho hồn em ý đạo và đưa em tới cõi của tình yêu. Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai. Tình yêu mật ngọt trên môi,
tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi, tình yêu mật đắng trong đời. Tình yêu mật ngọt trên môi, tình yêu mật đắng trong đời. Vâng, hãy cứ yêu nhau mặc cho những ám ảnh về cuộc đời và cái chết. Và như Lev Tolstoy đã từng nói, khó khăn hơn cả và hoang lạc hơn cả là yêu cuộc sống này bằng nỗi khổ đau của chính mình. Từ đó, cả thơ, nhạc đều chấp cánh bay lên trong siêu ảo ảnh, bay lên qua nỗi cô đơn để hòa nhập với tình yêu vô cùng. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi, để gió đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây. Hãy đem xuống mây.
Quý vị, âm nhạc là tiếng lòng, không những làm thỏa mãn ngũ quan mà nó còn có khả năng giúp ta cảm nhận được giây phút nội tại của chính mình. Người ta cho rằng trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, bài nào cũng ẩn chứa chất thiền, lời ca được đặt cách hóa kiếp thành kinh. Nhưng thật ra thiền vốn không thể nói, vì nó vượt thoát khỏi sự diễn đạt của ngôn từ. Nó là một trạng thái, một cảm giác của người thực hành. Và cảm giác thăng hoa đó đến với người nghệ sĩ ở những giây phút mà người ta không hề ý thức. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay cả đời ta. Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây. Những dòng sông nối với biển khơi, đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng, mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa hơn. Con sông là thuyền mây.
bên đời xanh mãi, những nụ mầm mới để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Vì có tình yêu nên có âm nhạc, có hạnh phúc nên có âm nhạc, có khổ đau nên cũng có âm nhạc. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn muộn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui. Ta là lời mơ leo mãi không qua được vậy sâu. Ta tìm mối yên yêu thế toàn là sâu đắm,
Thank you.
Nãy giờ lắng nghe một cái bản đàn và một cái kèn mà anh thổi, tôi rất lấy làm là cảm xúc. Một cảm xúc nó không chỉ nằm ở cái tiếng đàn, nó không nằm ở cái kèn, mà nó còn nằm ở cả những cái tâm tư, những cái tình cảm. Tôi muốn thưa là anh đã đến với cái việc mà đàn ca này lâu chưa? Và cái công việc này nó đã đem với anh một cái niềm vui, một hạnh phúc trong cuộc sống thế nào? Dạ, con thưa thầy và thưa các cô chú, các anh chị và các bạn, là con đã gặp cái đàn guitar đầu tiên là năm 82. Cũng khá lâu. Rồi con cũng muốn làm sao để đờn được, nhưng mà cũng thấy khó khăn quá. Thì đầu tiên thì con cột cái que nhang vô cái cùi này để con gãy, nhưng mà không được. Rồi có khi là kẹp cái phím dưới chân phải để gãy mà cũng không được.
Rồi đến năm 85, lúc đó là 15 tuổi, là khôn khôn xíu thì mới nghĩ là sao mình có mấy ngón thì mình thử bấm một vài ngón rồi gãy một ngón như thế nào. Thì con nghĩ đó là cái cách con có thể đờn được. Và con bắt đầu tập. Thì con tập đánh từng nốt đơn lẻ thôi. Và bấm nó cũng rất là khó kêu ra tiếng. Tại vì cái tay mình phải bấm chỗ nào gãy chỗ đó. Nên cái tiếng rất là nhỏ. Rồi sau đó con tập thét thì cái tay nó chai. Là bấm nó mới kêu được. Rồi đến khi vô đại học thì có những chiều mưa điện, mà nhất là cuối tuần thì bạn bè đi chơi hết, thì con mình ngồi mưa bay ngoài cửa buồn quá, mới lấy cái kèn này ra muốn kết hợp lại với cái cây đờn. Thì lúc đầu tiên là nhớ cây kèn thổ như thế nào thì nó lại quên cái đờn và ngược lại. Thì lúc đó con phải tập trung 1, 2, 3, miệng để sẵn cái chỗ cái lỗ nào đó, còn tay thì để sẵn trên cái dây nào đó để đánh 1, 2, 3, là cùng một lúc làm hai cái. Và tập từng đôi, từng cặp như vậy. Thì cũng phải một năm sau con mới có cái kỹ năng là cùng một lúc để mà độc lập giữa cái cây kèn với cái tiếng đờn. Chúng ta có hai bàn tay là 10 ngón mà học cũng đã là khó khăn, trong khi anh Thế Vinh chỉ có 5 ngón tay mà đã miệt mài trong suốt mấy mươi năm nay. Và chính cái khúc hát, cái lời ca điệu đàn đó là đã gửi gắm cho cái tâm tư, cái tình cảm, cái buồn vui của mình. Và theo anh đây là một cái sự đam mê hay là nó muốn gửi gắm một cái tấm lòng của anh vào trong những cái buồn vui ở trong khúc hát? Ba má con thì mất năm con 7 tuổi rồi. Và cảm thấy có một cái nỗi buồn đó nó quanh quẩn bên mình. Thì khi gặp được cái cây đờn guitar thì con muốn cây đờn là một cái người bạn của mình để con giải tỏa được cái nỗi buồn. Và cũng may mắn là cái duyên đưa đến là con ngày trước con không nghĩ là con sẽ đờn để mà đi đờn chỗ này chỗ kia, chỉ đờn để khoai khỏa cho chính mình. Bây giờ may mắn là được đi đờn để gửi đến những cái giai điệu mà quý cô bác và con tâm đắc. Thưa hội chúng, ngày xưa khi mà Khổng Tử đi học đàn, ông thầy của Khổng Tử là Sư Tương Tử. Sau 10 ngày học xong một cái bài rồi đó, thì thầy mới nói là học như vậy là đạt rồi đó. Khổng Tử nói, thưa thầy, chỉ mới đạt được cái nốt nhạc à, chứ con chưa hiểu được cái ý nghĩa của cái điệu đàn. Thầy dạy thêm con 10 ngày nữa. Dạy thêm 10 ngày nữa, thầy nói, được rồi, cái điệu đàn, cái cung bậc, những cái thăng trầm như vậy là đã ổn rồi. Thì Khổng Tử nói, dạ thưa thầy, nhưng mà con chưa hiểu được cái tâm tư, cái tình cảm của tác giả cái bài này. Thế là thêm lần thứ ba, thầy dạy Khổng Tử. Lần thứ ba, thì thầy nói, thế là con đã hiểu được tâm tư tình cảm rồi. Khổng Tử nói, thưa thầy, con hiểu được tâm tư tình cảm, nhưng mà chưa hiểu được dung mạo, chưa hiểu được đức tướng, và chưa hiểu được tấm lòng của cái người sáng tác ra bài hát này. Lần thứ tư, 10 ngày nữa, lúc bây giờ Sư Tương Tử chưa kịp trả lời, thì lúc bây giờ Khổng Tử đã đến. Thưa thầy, chỉ cần một nốt nhạc, con đã hiểu được tâm tư, con hiểu được tình cảm, con hiểu được đức độ, và con hiểu được đức tướng của người kia, dung mạo thế nào, và cái phương phi cốt cách của người kia thế nào. Và lúc bây giờ Khổng Tử nói rằng, con đã nói đúng tác giả của cái bài nhạc này. Như vậy để chúng ta thấy được rằng là âm nhạc là chuyển tải cái tâm tư, cái tình cảm của chúng ta. Và từ âm nhạc nó có thể nói lên được cái hồn, nó lên được cái tiếng nói của con tim của mỗi chúng ta. Nếu mỗi chúng ta có một sự sâu lắng ở trong một lĩnh vực nào đó, hoặc văn, hoặc thơ, hoặc ca, hoặc nhạc,
chúng ta sẽ hiểu được sâu sắc mỗi con người và hiểu được tiếng nói của người đó gợi gắm. Với mấy phút thôi, nhưng mà anh đã làm cho chúng tôi tràn đầy những cái cảm xúc, và đặc biệt là với cái nghiệp dĩ mà anh đã đi qua mấy chục năm, khiến cho khán giả ở đây mà tôi có cảm nhận là dường như tiếng vỗ tay còn lớn hơn tất cả những tiếng vỗ tay khác. Tôi nghĩ rằng là chúng ta còn đang có những món quà ở trong đôi bàn tay, hãy dành tặng cho anh. Xin cảm ơn anh Thế Vinh rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong cõi đời giữa những tác phẩm bất tử mà kiếp người hữu hạn đã sinh ra. Và giờ đây, chúng ta đang tự tình với âm nhạc. Trong những ngày tháng nhọc nhằn, khốn khổ, có bao giờ bạn trở lại dòng sông xưa? Một ngày có mưa bay và gió lạnh, tôi ở đây và thường tự hỏi, nơi nào là chốn bình an tôi hằng tìm kiếm? Ước mơ đã tan nay thành bừng sáng, một căn nhà nhỏ bé, ở đó có tôi và bạn, cùng chia sẻ cho nhau những quãng đời còn lại. Ước mơ tội nghiệp quá, cây cầu xưa đã gãy, bạn bây giờ phiêu dạt ở phương trời nào? Căn nhà hạnh phúc chỉ còn lại trong mơ, không còn đủ trăm năm để yêu nhau. Bạn ơi hãy ấp ủ giấc mơ xưa, và hãy tin chắc rằng rồi đây anh sẽ đưa em về nhà. Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé, có vườn rau xanh ngát ngoài ô, có mùa mưa hay nắng bồng bơ, cây me già trồng ngó hoa lá đổ, về khuya mùi hương lối xóm bay bay tràn trề. Rồi đây anh sẽ đưa em trở về, về nơi công viên yên vui lặng lẽ, hãy ngồi đây ghế đá ngày xưa dưới hàng không, con gió lững lờ, con chim nào thường hay hót, con bướm nào thường hay bay về đây với những thương yêu hàng ngày, về đây với những bước chân chiều mến, những bước chân đêm trên phố phường quen, nếu mưa rơi sẽ mát lòng em. Về đây ta sẽ tơn ngôi chùa cũ, dòng ngóng tiếng chung xưa nghe tiếng tình tơ, bên đò xa cô lai vẫn chờ. Rồi đây ta sẽ đưa nhau trở về, về miền quê ta thơm to mùi lúa, có cầu ao im giấc ngủ trưa, có đồi non êm mái cỏ hoa, con sông nào đưa lối tiếng hát nào, chơi vơi biển động vô sông. Quê ta thơm to mùi lúa, có cầu ao
các cụ chưa có đôi thông để mãi qua con sông nào nửa lối tiếng hát nào chơi vơi biển đông vô sông dù ta vui vui biển đông vô sông dù ta vui vui về đây với những thương yêu thank you.
nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười, điệu kèn ai bút trong tôi, mùi hương phấn người, một hôm nhớ lại. Ôi cõi người có bao nhiêu mà tình sầu vô lượng, còn chi trong giả tướng hay một vết chim bay. Ngày mai rồi mình cũng già. Bye. Bye. Bye.
từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Ơi bước chân em đi vào vũ trụ, đi qua cuộc đời mới vào đoàn tụ. Nếu không có những nghịch cảnh của cuộc đời, hỏi làm sao anh có đủ thuận duyên ngọt ngào để tao ngộ cùng em bát nhã. Ơi bát nhã ba la, nụ cười em lá mạ. Ngày mai rồi mình cũng già, có sao đâu em nhỉ, ta ở trọn mà con cá trong khe. Thank you.
Mệt quá thân ta này, ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời. Hình như trên trái đất, kể cả những người tốt xấu nhất, ai cũng phải mang nỗi buồn sợ chết. Hình như trên trái đất này, kể cả những người tốt xấu nhất cũng xấu số như thường. Vì hoa nở để mà tàn, em có để mà không. Nhưng có một điều, từng thoáng từng giây cuộc sống ngân nga một lời phó chúc. Vì bản thể của hiện sinh nói cho cùng, hình như chính là hạnh phúc đấy em yêu. Càng vút lên cao hành trang càng nhẹ, hành trang càng nhẹ, càng vút lên cao. Trên chín tầng mây biết tiêu dao, ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hại dậy. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sóng trời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, tiếng động nào có nhịp không vui. Bao nhiêu năm lãng kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như môi. Bao trên cao dựng đầy cho chấp nắng vào trên một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá bụi. Xin úp mặt bụi, từng ngày qua mọi lòng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc rơi, từ bước sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phân này, vết mực nào xóa bỏ không ai. Không hay.
Chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Có hai cái đăng quang, một là hoa đang nở, hai là hoa đã rụng. Nở rụng giữa huy hoàng, cái nở đã đăng quang, cái rụng rất khô vàng cũng đăng quang êm ả. Nỗi luân lưu niết bàn, trong cái nở đăng quang một niết bàn sinh động, trong cái rụng khô vàng một niết bàn lồng lộng, chở vô lượng thiền quang. Cảm nhận được sự vô thường, cảm nhận được thực tại cuộc sống, hạnh phúc ở nơi đây và ngay trong giây phút hiện tại này. Nên từ đó chúng ta mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Nhóm cựu học sinh trường Trưng Vương. Dạ, con kính bạch trên quý tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Để cho đêm hôm nay có nhiều ý nghĩa hơn, cũng như nói lời tri ân đến với toàn thể quý tôn đức tăng ni, cũng như anh chị em ban nghệ sĩ và toàn thể quý vị thiền sinh cũng như quý khán thính giả. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Lệ Minh có đôi lời cảm tạ trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch trên Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Viện chủ Tu viện Khánh An,
kính bạch quý tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng con nhớ một nhạc khúc của tăng thân Làng Mai và lời thơ của Sông Nhất Hạnh khi nói về mùa thu. Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi? Một lá ngô đồng rơi, thu đẹp đã về rồi. Dưới cái nhìn tuệ giác, thấy lá ngô đồng rơi, thấy mùa thu rất đẹp. Và trong khoảng 1:30 đồng hồ tại Thiền Đường Tỉnh Thức của Tu Viện Khánh An, với chương trình nhạc khúc Chiếc Lá Thu Phai, đã giúp cho toàn thể đại chúng nhìn thấy cuộc đời mình cũng như một chiếc lá. Mùa xuân đâm chồi nảy lộc, mùa hạ lá xanh biên biếc, và mùa thu lá đã vàng phai. Nhà thơ Lưu Trọng Lư đã từng trắc trở hoài niệm: em có nghe mùa thu lá khô rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Và Chế Lan Viên, nhà thơ, đã từng trăn trở: ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Có thể nói ai nhìn chiếc lá cũng đều có những dòng suy cảm hết. Và đối với chúng ta, khi nhìn lại chiếc lá, chúng ta thấy cuộc đời mình cũng rất là vô thường. Nhưng may mắn thay, với những nhạc khúc tự tình của Trịnh Công Sơn, cuộc đời như chiếc lá, nhưng để rồi. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Và mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, những tặng phẩm cho đời, để ngày hôm nay, chiếc lá thu phai, khi nhìn lại tiến trình sinh, già, bệnh, chết, chiếc lá ấy đã mãn nguyện, không còn gì phải nuối tiếc. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, để một chiều tóc trắng, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Thật sự ra thì trong một ngày ấy, Đức Phật dạy, nếu như mình sống có tỉnh thức thì mình không sợ gì những phai úa của thời gian. Ai sống 100 năm không hiểu được Phật Pháp, tốt hơn sống một ngày biết được giá trị của chân Phật Pháp. Và buổi tối hôm nay, tất cả chúng con đã quán niệm về vô thường với những ca từ, giai điệu, cung bậc thanh âm của Chiếc Lá Thu Phai. Dù ít dù nhiều, trong mỗi cảm nhận của hành giả đang ngồi tại đây, đều tìm cho mình một câu hỏi, một câu trả lời lớn nhất trong cuộc đời này. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới. Vậy thì ngay từ bây giờ, quý vị đang chắc chiêu, đang gieo những hạt từ tâm, đang khai mầm tuệ giác, đang thăng hoa cuộc sống tâm linh. Và đây là hành trang màu nhiệm nhất, để rồi thầy và quý vị sau này vài 30 năm nữa cũng sẽ trở thành những chiếc lá vàng phai. Và ông bà mình nói rằng là lá rụng về cội, không sao cả. Chúng ta sẽ tiếp tục cho tiến trình tái sinh ở đời sau mầu nhiệm hơn, hạnh phúc hơn. Và lời cuối cùng, xin một lần nữa chúng con xin được nhắc nhở với toàn thể quý vị: chiếc lá thu phai trong mùa Vu Lan Thắng Hội, để cho chúng ta nhìn lại ân đức sinh thành. Cha mẹ mình đã già rồi, chiếc lá ấy đã mấy mươi năm cần mẫn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đã tạo ra những chất diệp lục nuôi dưỡng cho cây phát triển. Và giờ phút này chỉ còn những khoảnh khắc ngắn ngủi thời gian
cha mẹ sẽ già yếu. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang là tôi xa mẹ càng gần. Thôi thì hãy quan niệm chiếc lá ấy là hình hài của cha mẹ, để rồi chúng ta cố gắng mùa Vu Lan báo hiếu này. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn nơi mắt mẹ nghe không. Hãy cố gắng bồi đắp cho những tháng ngày còn lại người mẹ, người ba của mình. Và chúng ta có quyền làm tròn bổn phận hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Có như vậy, mùa Vu Lan này, mùa thu đẹp của tình người, chúng ta đã trọn vẹn hiếu ân. Chúng con xin thay lời cho quý tôn đức trong ban tổ chức cảm ơn cư sĩ Vũ Thị Đăng cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ với những ca từ giai điệu cung bậc thanh âm đã tạo nên một đêm nhạc ấm cúng, tình thương và quán niệm những triết lý mầu nhiệm của Phật Pháp. Kính chúc quý vị luôn an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiếc lá thu phai, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui để yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Ơi, cái bóng con tim yêu vĩ đại luôn trường tại giữa niềm thơ, giữa cuộc đời đầy dậy bóng tối nhưng tràn ngập ánh sáng vì có tình yêu tịch chiếu, vì có tất cả. Trái đất này là tổ ấm của tình yêu nhân loại. Như thể cái thiện cao tột bậc vượt qua thiện và ác, cái đẹp tối thượng vượt qua cả hai xấu và đẹp, hạnh phúc tối cao thoát ngoài đau khổ và vui sướng. Thực tại và thành tựu khi hành trang âm nhạc đã truyền tải cho đời tâm ý của đỉnh cao nghệ thuật, đó là tình yêu. Tình yêu chính là món quà quý giá nhất mà con người nhận được của nhau. Và bây giờ chúng ta hãy yêu nhau đi.
Hãy Yêu Nhau Đi ạ. À. Dạ, ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi vừa rồi cũng đã kết thúc lại chương trình Chiếc Lá Thu Phai. Một lần nữa chúng con thay mặt cho toàn thể quý vị thiền sinh cũng như quý vị khán thính giả, chúng con niệm ơn sự có mặt quý báu của quý Tôn Đức trong Ban Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như sự có mặt của anh chị em nghệ sĩ, cũng như các anh chị em ban nhạc và tất cả quý vị thiền sinh. Kính chúc cho quý Tôn Đức luôn được nhiều sức khỏe, bình an để hướng dẫn cho chúng con trên con đường đạo Phật. Và kính chúc cho toàn thể quý vị lúc nào cũng được bình an, hạnh phúc và chúng ta trân quý những gì chúng ta đang có. Như trong một giai điệu là chúng ta giật mình tỉnh giấc mới thấy là chiếc lá thu phai. Khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới tỉnh thức và chúng ta biết những gì đang xảy ra. Một lần nữa xin cảm ơn.